Xin kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tin mới nhất, đề xuất luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung điều 252 luật đất đai 2024 chính thức đề xuất luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 thay vì từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Cụ thể, Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung điều 252 luật đất đai 2024 quy định hiệu lực thi hành của luật này. Dự thảo tờ trình của Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ, luật đất đai được kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Riêng với các điều 190 và điều 248 của luật đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách pháp luật đất đai theo tinh thần nghị quyết 18 của Trung ương. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai. Tại quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, ngành, địa phương chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được phân công chủ trì soạn thảo 10 văn bản, gồm 6 nghị định và 4 thông tư. Bộ Tài chính được phân công chủ trì soạn thảo 2 nghị định và 1 thông tư. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được phân công soạn thảo 1 nghị định. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được phân công chủ trì soạn thảo 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo 1 thông tư. Hiện nay các bộ được phân công đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng văn bản quy định chi tiết luật đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh. Đối với các địa phương, Thủ tướng đã phân công cụ thể trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc khẩn trương ban hành các nội dung được giao quy định chi tiết trong luật. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc có hiệu lực sớm của luật đất đai sẽ góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng. Để luật đất đai sớm đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực đất đai, Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Tờ trình gửi tới Bộ Tư pháp cho hay. Bạn thấy sao về đề xuất này? Hãy để lại ý kiến ở dưới video nhé! Sáng ngày 19 tháng 2, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố luật đất đai và luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết luật đất đai mới gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi bổ sung 180 trên 212 điều của luật đất đai 2013, bổ sung mới 78 điều. Đáng chú ý về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, ông Ngân cho hay luật mới đã hoàn thiện quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Cụ thể, theo hướng với người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam có đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai như công dân ở trong nước, cá nhân trong nước. Quy định nhóm người sử dụng đất gồm thành viên hộ gia đình thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất. Về thu hồi đất, trưng dụng đất, ông Ngân thông tin, luật đã quy định cụ thể các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, thực hiện các dự án xây dựng công trình công cộng, xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp. Các trường hợp khác bao gồm nhiều nhóm tiêu chí như nhà ở, khu sản xuất, phát triển quỹ đất, khoáng sản, công trình ngầm và các trường hợp nhà nước thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu nhằm tăng thu ngân sách. Quy định cụ thể căn cứ điều kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, luật mới đã sửa đổi, bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở. Cụ thể hóa nguyên tắc có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ thông qua quy định tiêu chí khu tái định cư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, địa điểm thực hiện tái định cư. Khu tái định cư có thể bố trí cho một hoặc nhiều dự án. Luật mới cũng quy định chuẩn hóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quy định rõ thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, tách riêng giữa vai trò quản lý nhà nước, việc công nhận quyền sử dụng đất với việc cung cấp dịch vụ công của cơ quan đăng ký, việc cấp giấy chứng nhận. Đưa việc cấp giấy chứng nhận được chuyên nghiệp hóa làm cơ sở cho việc thống nhất công tác đăng ký đất đai, quản lý hồ sơ địa chính từ trung ương tới địa phương. Giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10, 1993 cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Liên quan tài chính về đất đai, giá đất, ông Ngân cho biết luật đã bỏ quy định về khung giá đất của chính phủ. Quy định cụ thể, nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá đất, quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm và bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1, 2026, được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá đất từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Việc xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất. Bên cạnh đó, quy định cụ thể thời điểm xác định giá đất, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với từng trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, điều chỉnh, quyết định giao đất, cho thuê đất mà làm thay đổi diện tích, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất. Luật đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 18 tháng 1 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 với hàng trăm điểm mới. Đáng chú ý, tại điều 138 luật đất đai sửa đổi, quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ từ trước tháng 7 năm 2014. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Có 3 mốc thời gian để cấp sổ đỏ như sau. Thứ nhất là những trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Thứ hai là từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Thứ ba là từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Cả ba nhóm đối tượng trên đều phải đảm bảo các yêu cầu là được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp, không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao sai thẩm quyền. Tại điều 101 luật đất đai hiện hành, quy định mốc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho trường hợp này là đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004. Như vậy, thời điểm công nhận quyền sử dụng cho đất không có giấy tờ tại dự thảo luật đất đai sửa đổi được nới thêm 10 năm so với quy định cũ. Bên cạnh đó, luật đất đai sửa đổi quy định hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp đã sử dụng đất ở, đất phi nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 mà không có các giấy tờ quy định, có đăng ký thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất. Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định và mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, thì được cấp sổ đỏ theo hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định. Thời hạn sử dụng đất tính từ ngày được cấp sổ đỏ. Với diện tích đất nông nghiệp còn lại nếu có, phải chuyển sang thuê đất của nhà nước. Bạn thấy các điều kiện trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.